Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại clip tiếp theo mình. Anh em ơi, mình vừa mới đi làm về anh em ạ. Hôm nay có gió rông luôn anh em ơi. Trời, vừa có một cơn mưa siêu khủng khiếp. Thấy ra, anh em nhìn trời đen xì này. Hiện tại thời tiết đang có rông tố anh em ạ. Mình sẽ vác con này ra để mình chơi chiến rông anh em nhá. Con này thì lúc mình mua khung bảo là bao rông bao giết thì đến bây giờ mình sẽ vác ra để nổ đĩa anh em nhá. Ơi, thế á? Uê, giữ đâu? Thôi thả xuống rồi bố có mình nổ đĩa. Mày cầm đi đâu đây? Mày cho cậu. Nhanh cầm máy cho cậu. Hôm nay sẽ cho dàn này lên nhá. Không cõng dàn này thì hơi vất anh em ạ. Nhưng mà nó đang có rông mình chơi nó hết. Gió cuốn đi à? Hả? Gió cuốn đấy. Gió cuốn đấy á? Gió tẩm đá à? Có tẩm đá không con? Cháu nghe rồi á. Cháu nghe. Đừng dặm. Cháu mới chửi á. Ui anh em ạ. Ui báo rồi. Chi chắc chi chắc chi dìa chắc chi. Đấy mình giữ đấy, giữ sao cho bộ. Giữ đúng nha. Sao ạ? Con giữ đi. Ngồi xuống, con ngồi không? Nhanh đi, không mà bão xong hết lên hết bão rồi. Hết bão rồi á. Nhanh đi. Hết bão. Tôi chạy rồi các. Con nào à? Tôi chạy mưa đây. Đây. Cầm dưới đen đen xuống á. Gió to. Chạy vội vàng về để thả siêu phẩm. Có mỗi con này để bao rông anh em ạ. Không có sáo để chơi chứ. Nhiều anh em xin mình sáo thì thông cảm, mình có sáo để chơi đâu chứ. Chơi không có này. Bà ơi, bà không. Có tay tay bố cái lặng nhá. Dẫm vào diều thế á. Siêu phẩm hào ngô lại lên giời anh em ạ. Siêu phẩm hào ngô này thăng thiên nhá. Siêu phẩm hào ngô. Đừng dám mà dèo cóc muốn đấm không? Con dám mà dèo của bố. Làm gì vậy? Con nhìn con dám mà bấn dèo bố này. Thế thôi chả chơi với thằng cóc. Ghét. Hư đốn. Cứ chạy chiều, cứ bước chiều ấy. Bước chiều bố á? Bước chiều bố. Vậy, chạy chiều ấy. Bố đánh cho. Cứ chạy em. Chạy cứt được, bố đấm thì ta tan người. Cứ chiều nghĩ là cứ anh mới đánh đâu. Chó biết. Ok anh em ơi. Lắp xong rồi cao lêu nghêu rồi anh em ạ. Nhưng mà cái combo này nó không phải dành cho con diều này. Nó dành cho diều khác rồi nên mình cố lắp vào đây để cho nó cõng. Ui. Mình chọn con này không cõng nổi anh em ạ. Đi khênh cho bố nhá. Tôi cầm đuôi cho bố. Cầm đuôi thôi. Chết đuôi. Rồi đi. Sức khỏe không? Sức khỏe anh ấy lên báo rồi. Báo rồi. Gió rồi anh em ơi. Mình rất cay kiểu vác dừa cổng hết sạch gió nhá. Không còn tí gió nào luôn ấy. Cay thế nhỉ. Ok nha mày, bây giờ mình sẽ đừng quay. Đợi gió để nổ đĩa anh em nhá. Nói chung là vác dừa ra hết gió lúc đấy gió kinh khủng thật.
mình muốn là muốn cho con này bắt rông thôi, chứ còn gió bình thường thì không khoái lắm. Cái con này này, con này nó là con siêu đảo, siêu muốn xuống ruộng. Vâng, có người tung cơ. Thóc này tung mày chưa chắc đã tung được con này. Con này có tung lắm. Con tung vào bắt chuỗi luôn. Ok anh em ơi, đĩa nổ nhá. Mình sẽ xuống kia để đợi gió có cơn mình chơi luôn. Gió bé quá này, tưởng rông mới cuốn, nhưng còn mấy cái gió này không khoái lắm. Lên rồi mà lại kéo lè thế nhỉ. Tháo bớt cục đá này ra vậy, sáo cõng nó cũng nặng. Trở lại nhá, xong nhá. Ok, vào đây tung được không? Căng một tí nữa nhá. Ok nha mày, mình bỏ viên đá ra, trở lại nhá. Nói chung là tại gió nó bé quá, đang giật lên rồi. Đi chạy em luôn. Đời không như là mơ. Cày thế nhỉ. Cái lúc mình nắp thì gió như thế.
mà lúc người ta thả thì không một giọt gió nào. Mình chỉ cần đúng cơn lúc nãy thôi. Bãi đá tử thần. Thế đi sinh mạng không biết bao nhiêu quả sáo, quả diều. Mỏi quá, thở như trâu. Này im phắc gió rồi anh em ạ. Một mình nó kêu kinh thật. Hòa đàn nhá. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ đang là chiều tối rồi anh em ạ. Mình đi làm về đang có gió như bão. Đấy, mình sẽ vác ra để chiến anh em nhá. Mấy hôm qua là test là hết bão. Bây giờ anh sẽ nổ đĩa nhá. Đây rồi, may quá thóc về kịp. Chuẩn bị tung diều thóc rồi. Chơi lại siêu phẩm này. Bỏ hòn đá này ra. Diều này to con không thả được. Con nào diều bé? Con nào diều bé bố thả, bố cho con thả nhá. Ok. Ơi may quá nghệ nhân thóc về để có người thả hộ. Đi thóc này, vác ra đây thóc. Ok rồi, đĩa nổ nhá. Loại chỉ ăn thì thả cái gì? Con thả được cậu, con để con thả. Đưa đây. Không đâu. Ừ đấy, đòi thả đi. Ok. Đéo biết tung. Yeah. Anh em ơi. Mặt bét. Ê con điền. Không được cái nước gì. Gắn mắt vào lại độ vào lại trên trước. Đi mẹ nè, cày thế nhỉ. Ủa mắt nữa đâu. Mất bắt nữa, đỉ cần bị ai lờ. Đây. Ok nha, bây giờ anh em mình đang nổ đĩa này. Tăng thêm độ lặng ngon quá. Nổ đĩa lại siêu phẩm nha anh em. Nẹp lại khung này. Nói chung là rau trứng nhỏ ác ở đây. Bọn nó chưa tung được diều anh em ạ. Với lại cái chỗ nhà mình địa hình nó hơi hiểm trở. Nó lao vào cái cột điện, nếu không vướng cột điện là lên rồi. Không vướng cột điện là lên rồi. Nói thế là nó vuông. Ok anh em ơi, mình đã gắn lại rồi siêu phẩm đây anh em ơi. Gắn buộc tạm như này thôi. Táp tạm để chiến anh em. Con đi ra, con đi ra. Táp tạm để chiến như này đã. Chứ còn thì chưa có thời gian để ấy nhở. Chú, chưa thời gian để gắn lại nhở. Có gió không, từ từ.
Nổ đĩa đây. Ngoài giờ được cái phun trong nhà bí lắm không chịu được không? Mít mít ơi. Ai à? Mất dài eo không nhìn thấy đâu cả. Lên rồi anh em ơi. Bây giờ mình ra thả cho ngạn nhân nhé. Đèn đéo đâu? Có đèn đâu? Thế lấy sáo về rồi à? Anh ơi, tối thì không nhìn thấy được anh ạ. Hơi lánh lẻo. Lánh bên nào? Kéo phải sáo hình như là sáo, cái dây sáo lỏng ấy. Kéo phải đâu để chứng tỏ mình nó phải có gió nó mới lên được. Mình đại trà. Một là có gió, hai là nó phải cõng đủ của nó. Mày thấy con này nó bảo dùng bão rồi. Tao mới đoán rông như vậy đấy. Lánh nhỏ lánh phải sao ấy? Lánh phải quá. Ê được. Kêu xé trời. Sực á? Hay buộc chắc kia đây. Tao biết được mày buộc hay tao. Cái gì ấy? Quánh hoạt gãy. Hào ngô á? Đoạn này tước này. Đâu? À. Không sợ đoạn này không sợ. Hào ngô lên rời á? Hào ngô lại lên rời á? Nhiều anh em hỏi mua lắm nhưng mà không bán, hỏi xin chứ nhầm. Đấy, nên nét đấy. Nét đấy, nhưng mà phải có rông. Con này phải đánh nhào tí nữa thì thôi à. Phải nhào phải tí nữa thì chắc là. Nhưng tốc độ nó xuống nó cắm đầu ở đường ngoài. Mai được nghỉ mà lo gì, cứ bơm đi. Đó. Bơm đi. Sáng mai đi nhặt sớm. Xuống thì đéo được bây giờ. Dạo này gió kiểu như thông gần đến sáng anh em ạ. Bởi vì sáng mình đi mình thấy rất nhiều diều đỗ. Gió bít sáo luôn anh em ơi. Cái bắt rông hôm nọ thì không ổn nhưng mà hôm nay là ok nhá. Đi làm tối về tét luôn. Ui, tiếng đéo rồi đinh. Ê, đâu vậy? Ui, anh em ơi. Nghe tiếng tiếng. Nghe sau à? Im phát không một tiếng động. Bắt đầu. Ui, phát nó vươn kinh khủng nhờ. Tí linh nằm lại quả hát trịch thế nhá. Như này nó đang nghe nhang gì. Đâu phải đúng nèo ấy vậy. Không nghe tiếng sao. Mày phải làm quả hát trịch như lấy ấy. Làm quả hát trịch như lấy ấy. Lại kêu này. Thả dây phát mới kêu. Cái tốc độ ra dây giờ vươn nên không thể kêu nổi. Nhìn chất nhờ, nhìn phát đấy kinh nhờ. Đấy cầm đấy. Về kia làm phát nữa nè. Như thả này nó ăn vào mấy cái nhà đấy đấy. Nó cao lên nữa đi. Mất công thả đánh ngút tầm sới bạc ấy. Mất nhiều luôn đúng không? Cái gì kêu ấy? Lồng luôn. Lồng ấy chả? Con này nó thả loại dây này chắc nó đứt dây này. Đứt không? Đứt không? Nhìn đứt mà mất siêu phẩm này chết đoàn đấy. Siêu phẩm ngon nhất đấy. Còn mỗi con diều chơi ấy anh em ạ. Có lấy tông kia không? Tông này kéo đi. Anh em xem con này nó vươn. Úi ê, bão. Đứt lại mất. Vườn thấy dễ đứt lắm mày nhỉ. Đứt những dề đó cả cái dề. Lì tư đây. Tầm hết à. Giống cũ quá. Đằng người gặm mà. Cũ quá. Chó nó gặm tao giật đứt đi rồi. Tầm này đứt này đéo tìm được đâu, tối rồi. Mịt dài rồi anh em ạ. Tầm này đứt là xin thua. Ui. Vườn quả này thì thôi rồi. Linh ạ. Bình tĩnh lên Linh à. Không đứt đấy. Buộc. Không buộc không? Không buộc không? Ui, nó xuống sâu quá rồi. Đứt đấy. Em ơi.
kêu được không? Nào nhẹ tâm. Đứt thì đi tìm nào, sợ nó gãy cách nó hát thì gì nhìn. Để xe ăn diều nó bảo con báo đi. Ui 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 gãy diều, tao đã gãy cái diều đấy, gãy gãy gập à. Diều đại trà con trước ấy chả làm con 2 mét thì gãy gập ở đây. Siêu phẩm của Duy nó phải khác bọt đi. Nhìn thấy chưa? Gập. Không nghe giọt sáo nào luôn. Anh em nghe gió đêm kinh khủng không? Nói chung là siêu phẩm diều đại trà này, gió này không phải gió to à. Bởi vì con này là dành cho bão anh em hiểu không? Ngày sau mà sau có bão mình sẽ bỏ ra chiến anh em nhé. Sau này mà có bão ấy, mình sẽ bỏ siêu phẩm này ra để hứng bão. Sắp tới sẽ khả năng là làm một con để đón rông anh em nhỉ. Khả năng mình sẽ bơm lên nhá. Bơm thêm tí nữa để cho sáng mai nó sẽ đỗ. Để bồi thêm tí nữa anh em nhé. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ đang là sáng hôm sau rồi anh em ạ. Hiện tại bây giờ đang là sáng hôm sau rồi. Gió ngút ngàn luôn. Trời đen xì. Mình mới ngủ dậy anh em ạ. Mình lúc 5 giờ mình có dậy xem diều nhưng mà lúc đấy vẫn căng ghét. Bây giờ là gần 8 giờ rồi. Nói chung là hôm nay gió siêu phẩm luôn. Này, gió đồi anh em nhìn nhá. Đây, vẫn kêu ngang đây, đây. Ui. Là cao vút. Một mình một giời. Nói chung là siêu phẩm đại trà này cứ có gió thả chất anh em ạ. Anh em xem tốc độ gió sáng nhá. Đây. Xem biết anh em biết cái tầm gió như nào. Cuốn không? Anh em nhìn diều kia kìa, tít tịt kìa. Tít tịt đây này. Ui, bít thịt thịt luôn anh em ơi. Ui, không nghe một cọng gió nào, không nghe một tiếng sáo nào. Bít thịt thịt luôn anh em ạ, cao vút kìa. Ui, ôi căng nhá. Ok anh em ơi, siêu phẩm đã được hạ thổ rồi anh em ạ. Trời nắng lên hết gió luôn. Trời nắng hết sạch gió luôn anh em ạ. Anh em nhìn trời này. Trời tẩm đá chưa? Nói chung là trời nắng lên là diều xuống, gió mùa hè nó là vậy anh em ạ. Qua được đêm là ngon rồi. Ok anh em nhá, siêu phẩm này kêu quá kinh luôn. Nói chung là diều này đỗ được anh em ạ. Thế nha anh em nhá. Mình sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn anh em vào một clip tiếp theo nha. Mình sẽ con này mình sẽ chỉ bắt rông thôi. Đấy, bắt siêu phẩm. Chỉ bắt siêu phẩm gió to thôi anh em ạ. Còn hôm nào mà gió bé bé mình sẽ chơi con khác nhá. Còn gió bình thường thì mình sẽ gió tẩm đá, gió bão mình sẽ vác siêu phẩm đấy ra để mình nổ đĩa anh em nhá. Ok. Xin chào tạm biệt tất cả anh em.